Chào đón các bạn quay trở lại với Kathleen Fan Channel. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho Kathleen. Kathleen rất vui vì hôm nay mình đã nhận được thư từ Google AdSense sau bao nhiêu tháng cố gắng để trở thành một YouTuber. Và ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn cách ad quảng cáo vào video trên YouTube. Việc đầu tiên là diễn viên chúng ta cần phải đăng nhập vào YouTube và sau đó chúng ta sẽ chọn YouTube Studio. Tại vị trí những thanh công cụ phía bên tay trái, chúng ta sẽ chọn Video. Tại đây khi mở ra, các bạn sẽ thấy những video mà mình đang có. Chúng ta sẽ click vào vị trí này. Các bạn hãy chọn On tại vị trí này để cho phép chúng ta chèn quảng cáo vào. Tại đây là quảng cáo thẻ được tài trợ. Sẽ hiển thị nội dung có liên quan đến video của bạn. Đây là quảng cáo lớp phủ, nó trong suốt, chiếm 20% phía dưới video của bạn và chỉ xuất hiện trên máy tính. Đây là quảng cáo hiển thị hình ảnh xuất hiện bên phải video rất nổi bật hoặc có thể phía dưới nếu như trình phát quá lớn. Quảng cáo này chỉ có trên máy tính. Đây là quảng cáo cho phép bỏ qua, người xem có thể bỏ qua sau 5 giây nếu như họ muốn. Nếu chọn vào vị trí này, bạn sẽ thấy sự kết hợp giữa quảng cáo có thể bỏ qua và quảng cáo đệm phát liền nhau. Với loại quảng cáo này sẽ xuất hiện phong phú trên máy tính, thiết bị di động, TV và máy trò chơi. Đây là quảng cáo không cho phép bỏ qua, người xem phải xem hết quảng cáo, sau đó mới xem được video. Quảng cáo này có thể xuất hiện trước, trong hoặc sau video chính, sẽ xuất hiện trên máy tính và các thiết bị di động, thời lượng tầm khoảng từ 15 hoặc 20 giây tùy theo tiêu chuẩn của khu vực. Vị trí này xác định thời lượng của video và tùy theo thời lượng từng video mà sẽ có hình thức quảng cáo tương ứng mà YouTube cho phép. Video hiện tại là 3 phút 06 giây, vì thế YouTube không cho phép chúng ta tự add quảng cáo vào khoảng giữa video. Như các bạn nhìn thấy, tại vị trí này bị làm mờ đi và không cho phép chúng ta click vào đó. Chúng ta sẽ đổi sang một video khác có thời lượng dài hơn để chúng ta sẽ tự add quảng cáo vào khoảng giữa video. Mình sẽ chọn video này vì nó có thời lượng là 8 phút 36 giây. Sau khi click vào biểu tượng hình dollar, bạn sẽ thấy ở đây mình chọn 3 hình thức quảng cáo. Đó là quảng cáo thẻ được tài trợ, quảng cáo có lớp phủ và quảng cáo không được phép bỏ qua. Ở phía dưới, chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn quảng cáo đầu video, quảng cáo khoảng giữa video và quảng cáo kết thúc video. YouTube sẽ cho phép chúng ta add quảng cáo vào khoảng giữa video nếu như video đó có khoảng thời lượng hơn 8 phút. Chọn vào vị trí này sẽ cho phép chúng ta tự điều chỉnh quảng cáo ở khoảng giữa video. Những vạch đen này cho chúng ta biết được vị trí của chèn quảng cáo. Và hiện tại trên video này có 5 vị trí được chèn. Tại đây, theo mặc định,
hệ thống sẽ tự động chèn quảng cáo giữa video và các điểm ngắt hợp lý trong video để giúp cân bằng giữa trải nghiệm của người xem và tiềm năng kiếm tiền của bạn. Như các bạn nhìn thấy, sau khi lựa chọn tính năng đó, thì chúng ta chỉ còn lại hai quảng cáo chèn giữa mà thôi. Bạn có thể click vào đây để có thể chèn thêm quảng cáo và có thể chỉnh sửa vị trí quảng cáo sao cho phù hợp với cảm nhận khi đang xem video. Các bạn cần phải lưu ý, ở quảng cáo đầu tiên trong video, nếu bạn tự động add vào bằng cách thủ công thì phải sau 5 second YouTube mới chấp nhận quảng cáo đó. Và hiện nay YouTube sẽ tự động add vào hai quảng cáo ở vị trí đầu tiên cho bạn. Mình đang lựa chọn vị trí quảng cáo, thường chúng ta sẽ chọn ở những nơi có khoảng trắng, đó là điểm kết nối giữa những video nhỏ với nhau. Và sau khi lựa chọn vị trí phù hợp, chúng ta chỉ việc add quảng cáo vào mà thôi. Các bạn có thể add thêm nhiều quảng cáo nếu như mình muốn và có thể tiếp tục lựa chọn những điểm rơi của quảng cáo phù hợp với video mà mình đang có. Sau khi đã hoàn thành và chúng ta cảm thấy hài lòng với những quảng cáo mà mình đã làm, chúng ta sẽ bấm Continue để tiếp tục. Và cuối cùng, chúng ta bấm Save để hoàn thành công đoạn chèn quảng cáo. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta có thể quay trở về và tiếp tục thực hiện cho những video còn lại. Mục đích của việc tự động chèn quảng cáo giữa video là để cân bằng giữa trải nghiệm của người xem và tiềm năng kiếm tiền của người sáng tạo. Qua khảo sát cho thấy, những quảng cáo do hệ thống tự động chèn sẽ ít gây gián đoạn hơn gấp 2 lần so với quảng cáo chèn theo cách thủ công. Các bạn cần phải lưu ý, tuy rằng chúng ta có thể chèn rất nhiều quảng cáo vào ở giữa video của mình khi video đã đủ hơn 8 phút, nhưng cũng cần tránh làm gián đoạn trải nghiệm của người xem khi mình treo quá nhiều quảng cáo vào video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như thấy thông tin hữu ích, hãy nhớ like and subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.